Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Hôm nay bên em đến sẽ giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc dòng loa trợ lời rất là mới, thương hiệu JBL. Vâng, thì đó là cái dòng loa JBL Tăng Trơn 28. Vâng, thì dòng Tăng Trơn 28 này là một trong những dòng loa đa năng có thể sử dụng trong dàn âm thanh sân khấu chuyên nghiệp hoặc tham gia vào dàn âm thanh karaoke, rất là tiện lợi để nó hỗ trợ cái giải lời rất tốt. Vâng, thì dòng loa có công suất lớn, phù hợp với những hệ thống âm thanh cũng như cái chất lượng âm thanh cơ thảo trong trẻo mượt mà được hãng JBL trang bị cho cái dòng loa Tăng Trơn 28 này ạ. Vâng, về cách thiết kế thì là được thiết kế trên công nghệ hiện đại, đặc biệt là bản nâng cấp của dòng loa cũ, vì thế là lợi thế mà JBL Tăng Trơn 28 đem lại rất to lớn. Vâng, cái dòng loa trợ lời JBL Tăng Trơn 28 cũng là dòng loa được nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng, với quy trình công nghệ được kiểm tra nghiêm ngặt và được kiểm chứng bằng các thiết bị đo lường cao cấp. Vâng, cũng là loa được làm bằng chất liệu rất là cao cấp các bác nhé, có thể chịu được cường độ âm thanh cao trong thời gian dài, giúp loa bền vững, không bị hư lặt vặt hoặc là tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Vâng, thì loa JBL Tăng Trơn 28 là thương hiệu loa Mỹ và được thiết kế thùng loa JBL Tăng Trơn chịu được cái thời tiết rất là khắc nghiệt. Trong nhiều năm nay, các sản phẩm của JBL Tăng Trơn này đã ngày một hoàn thiện và trở thành những sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa hình thức nhỏ gọn và hiệu suất làm việc công suất cao. Vâng, trong đó thì cái loa trợ lời Tăng Trơn 28 này là một trong những chiếc loa tập trung vào thiết kế và chất lượng âm thanh trong một khối nhỏ gọn, có thể hoạt động dưới mọi hình thức thời tiết, cho cả trong nhà và ngoài trời, rất là tiện và trong thời tiết khắc nghiệt. Cái dòng loa trợ lời JBL Tăng Trơn 28 này có thể là hoạt động tốt. Vâng, về cái kích thước của cái dòng loa trợ lời JBL Tăng Trơn 28 này thì nó có kích thước chuẩn như sau, nó là chiều cao 38 cm, chiều rộng 27,5 cm và sâu 22 cm. Vâng, em đã đo rất là chính xác và cẩn thận. Vâng, đây là một kích thước lý tưởng cho một cái chiếc loa tăng cường giải trung. Hơn nữa, mặt trước và mặt sau của nó đều được bảo vệ tốt, giúp cho bạn dễ dàng để di chuyển và đặt ở bất cứ đâu, trong nhà hay khi đi du lịch, làm việc, vân vân, nói chung rất nhiều mà không gặp khó khăn nào. Trên đại và chắc chắn, vâng, dòng JBL Tăng Trơn 28 là sở hữu rất là đặc biệt và có một cấu trúc hình hộp trụ chữ nhật nhỏ, được bao bo tròn gọn gàng các góc, vâng, mang đến vẻ hiện đại cho loa. Vâng, chiếc loa này là có thể tinh tế mà chúng ta có thể để cho nó hoạt động tốt, kể cả ở nằm ngang hoặc dựng đứng, nó đều hoạt động được. Và ở phía trước của loa thì có hai hệ thống, hai chủ loa, đó là loa Whisper và Woofer, nó được bảo vệ bởi cái một tấm bê tông sắt rất là dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Còn ở phía sau loa là hai cổng kết nối được mạ vàng 5 chiều cẩn thận và an toàn, hỗ trợ tối đa kết nối của loa với các thiết bị khác trong dàn karaoke gia đình. Cùng với loa Tăng Trơn 28 bản màu đen thanh lịch và hiện đại, đặc biệt là rất là nhìn rất là lịch lãm, đã tôn lên cái độ chất cho người sở hữu nó. Vâng, với những đặc điểm nổi bật của loa Tăng Trơn 28 này, có một cấu trúc củ loa Twitter đường kính 25 mm và một củ loa Woofer đường kính 20 cm, cũng đều được đặt ở mặt trước của loa. Và củ loa Twitter của JBL Tăng Trơn 28 là củ loa có thiết kế công nghệ CMMD Live với màng loa đôm mềm linh hoạt, giúp cho âm thanh được sắc nét và đỡ bị vỡ khi truyền tải ở mức độ cao.
Và trong khi đó thì củ loa bass của JBL Căng Chương 28 thì được làm hợp chất polypropylene graphit theo cấu trúc hình nón. Vâng, nhờ vậy mà nó có thể dễ dàng đảm nhiệm việc khuếch đại âm chung tối ưu mà ít bị thất thoát âm thanh, mang đến chất âm chi tiết nhất và sâu nhất. Vâng, để hỗ trợ tối đa cho sự tái tạo âm thanh của cái dòng JBL Căng Chương 28 này thì hãng đã trang bị cho nó công nghệ là HDI. Đây là một là trong những dẫn sóng âm giúp cho việc truyền tải cung cấp tín hiệu âm thanh được diễn ra cân bằng. Và tự nhiên chi tiết dù là khi đặt nó ở vị trí nào trong một cái dàn âm thanh được kết nối với nhau. Và mặc dù vẻ bề ngoài không lớn nhưng loa vẫn có hiệu suất làm việc rất tốt khi có thể đáp ứng được giải tần từ 90Hz đến 20kHz cùng độ nhạy với 87 dB. Vâng, điều đặc biệt nữa là với mức trở kháng 8 ohm và công suất yêu cầu của âm ly chỉ ở mức 20W đến 100W thì cái loa trợ lời JBL Căng Chương 28 không phải là chiếc loa kém kết nối hay phối ghép với các thiết bị khác. Không những nhỏ gọn mà kiểu dáng của nó rất đẹp và có hiệu suất cao. Vâng, loa JBL Căng Chương 28 nó là một chiếc loa tiện lợi, có thể hoạt động ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời tiết nào mà không phải khiến mọi người lo lắng về cách kết nối dây lằng nhằng hay bị ảnh hưởng từ thời tiết. Và đây sẽ là một giải pháp tối ưu cho mọi khách hàng yêu thích những sản phẩm loa All-in-One bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Và khi mà các bạn chỉ cần kết nối với nó với một chiếc âm ly có thể hoạt động rất là dễ dàng. Vâng, với cái dòng loa trợ lời JBL Căng Chương 28 thì với cái tính năng âm thanh phong phú, phủ phóng rộng, cái độ pha phủ phù hợp, có thể gắn đa năng với các kiểu dáng thiết kế hiện đại với phù hợp với nhiều kiểu dáng khác nhau. Vâng, những điều này thì đã làm nên cho Căng Chương 28 JBL Căng Chương 28 này thì nó là một trong những cái cách phối ghép rất là hợp lý cho nhà hàng, cà phê, khách sạn hay là các địa điểm giải trí ở bất cứ đâu. Vâng, rất là tiện lợi. Vâng, thì đó là những cái đặc điểm nổi bật của cái dòng loa trợ lời JBL Căng Chương 28. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn thì bên em sẽ test một bài nhạc có lời để làm sao chúng ta đánh giá được cái giải chung mà đôi loa JBL Căng Chương này sở hữu được cái chất âm hay nhất của nó. Vâng, bên em test một đoạn nhạc bolero để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm chất âm giải loa chung của cái loa JBL Căng Chương sở hữu. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương có thải hoa bướm say. Từ nắng đơm bồng trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương sắc phường buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Rằng người yêu đang mong xíu dầm chứ còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn mình quá u hoài và buồn. Vâng, nghe cái giải chương rất tách bạch các bác nhá, rất chi tiết. Sau đây em sẽ tách cái hai cái là trợ lời trên bên là Căng Chương 82 này ra để các bác nghe cái giải âm mà không có cái loa trợ lời, xem nó có khác biệt không nhá. Vẫn thấy nhớ nhung nhiều, nhưng lần đây rõ sang mùa ngủ lạnh trên bờ môi. Tìm bao khuya anh đèn mờ nhạt thoáng dần phố gầy một mình. Vâng, em đã tháo hai cái loa Căng Chương 28 này, JBL Căng Chương 28 này ra. Và cái giải lời hầu như là rất là bí bí, mà nó thiếu, nghe rất là thiếu luôn, rất là khô. Đấy, thì các bác phân biệt được, em thử nhờ em và các bác cùng nghe một đoạn. Vâng, em ngồi ngoài đây thì em thấy nó sự khác biệt hoàn toàn luôn. Sau đây em sẽ ráp lại, kết nối lại cái hai cái đôi loa trợ lời JBL Căng Chương 28 mà bên em đang đặt trước mặt đây ạ.
người cứ dần dỗi cho tôi tưởng người cũng yêu tôi cho tôi. Vâng, còn thì hàng thì em hoàn toàn phát theo các bạn nhé, giải chung tách bạch một chân một phương luôn ạ. Mùa đông đang đến xin dạ từ ngày tháng dần. Vâng, để cái loa này có thể là phối ghép mọi không gian, mọi tăng góc và có thể kết nối được, vì vừa có thể để đứng được, vừa có thể để nằm được và có thể để treo được. Cái dòng này còn là có thiết kế phía sau này để chúng ta treo ở trên góc tường rất là tiện tiện lợi. Và không trách oán cho tôi chọn một kiếm đam mê. Nếu bác nào mà muốn sở hữu cái đôi loa chọn lời JBL 582 thì các bác hãy để lại trên kênh YouTube Zika Audio ạ. Bên em sẽ gọi điện lại trực tiếp tư vấn cho các bác. Và mọi thông tin chi tiết thì bên em đã để trên từng link ra một. Và các bác nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh bên Zika Audio nhé. Các bác cập nhật thông tin hàng ngày bên em up lên ạ. Biệt dòng này là dòng mới các bác nhé, bên em bảo hành cho các bác 1 năm khi mà sở hữu đôi loan trả lời thì bây giờ cam chuôn 28. Cuồng say bao khốn khó vụt bay, tôi không cần và nghĩ ngay khi ai chia bay thân tôi khờ dài, tôi yêu người hồn trắng tình trong. Vâng, em xin phép dừng video. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một dòng loa trả lời mới thì bây giờ cam chuôn. Vâng, tập cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ. Người cũng yêu tôi, cho tôi còn được thấy đời vui khi cơn